Ngày 16 tháng 6, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Mông Sơn, Đại Đồng và xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới các cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ quyết định 6 nội dung quan trọng, gồm một báo cáo và 5 tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong đó có nhiều chính sách quan trọng về nguyên tắc định mức phân bổ nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri xã Cảm Ơn đề nghị công ty Tân Phú rà soát lại toàn bộ hệ thống kênh mương trên địa bàn xã để sửa chữa và đầu tư mới, vì hiện tại nhiều tuyến kênh mương đã xuống cấp không đảm bảo tưới tiêu. Đề nghị hỗ trợ kinh phí dịch vụ môi trường rừng. Cử tri xã Tân Hương đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục đầu tư hai bên rãnh đường tại khu trung tâm xã Tân Hương. Cử tri xã Mông Sơn đề nghị sửa chữa cống ngầm trên tuyến tỉnh lộ 169. Các xe quá tải, quá khổ chạy trên tuyến đường Mậu A Tân Nguyên làm hỏng nền đường. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải đáp một số thắc mắc của cử tri. Đồng thời cũng thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đề xuất kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở. Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và sẽ chuyển tới kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh tới.